Hello, xin chào các bạn. Rồng Komodo là loài thằn lằn khổng lồ sinh sống trên các hòn đảo ở Indonesia. Chúng còn được gọi với cái tên khác là cá sấu đất vì có hình dạng rất giống cá sấu như là mõm tròn, da có vảy, tứ chi khỏe, móng vuốt sắc và đuôi dài. Mặc dù có thân hình to lớn nhưng chúng chạy rất nhanh. Ngoài ra thì có thể lặn dưới nước sâu 5 mét và treo lên cây như các loài thằn lằn khác. Nước bọt của chúng có màu đỏ, chứa 50 loại vi khuẩn khác nhau. Chỉ cần một vết cắn cũng khiến con mồi nhiễm độc rồi tử vong Với kích thước to lớn như thế thì chúng thống trị hệ sinh thái trên các hòn đảo ở Indonesia Trong cờ vua cũng có một phần mềm rất mạnh và lâu đời Với bề dày thành tích được phát triển từ năm 2010 Tên gọi Komodo Xét về thành tích thì Komodo chỉ đứng thứ hai sau Stockfish Đặc biệt từ cuối năm 2020 Komodo được nâng cấp lên phiên bản mới có tên gọi là Komodo Dragon Thì sức mạnh của nó lại càng vượt trội Tại giải vô địch Top Chess Engine lần gần đây nhất thì Komodo Dragon đã vượt qua Leela Chess Zero để về thứ nhì chỉ sau Stockfish. Và hôm nay tiếp tục với nội dung các ván cờ theo cầu. Xin mời các bạn theo dõi trận thư hùng giữa hai phần mềm cờ vua mạnh nhất, khô phiên bản 14.1 và Rồng Komodo phiên bản 2.6. Đây cũng là yêu cầu mà mình nhận được từ các bạn, bạn Lê Minh Quang, bạn Trần Trang, bạn Nguyễn Bá Khang, bạn DLS, NLH bạn K Worgen Zero và bạn Vessel thoát xác mời các bạn theo dõi ngay sau đây ở ván này Stockfish được cầm quân trắng đi trước nó mở màn với nước tốt d4 dòng Komodo đáp trả bằng nước tốt f5 triển khai thế trận phòng thủ Hà Lan tiếp theo trắng đi mã f3 đen đi mã f6 trắng đi tốt c4 đen đi tốt g6 trắng đi tốt e3 mở đường cho tượng phát triển Đen đi tượng G7 chiếm lĩnh đường chéo lớn và chuẩn bị nhập thành. Trắng đẩy tiếp tốt B4. Đen đẩy tốt A5 gạ đổi. Trắng không đổi tốt với đen mà đẩy tiếp tốt xuống B5. Đen đi tốt E6. Trắng đi tượng B2 tranh giành đường chéo lớn với tượng đen. Đen đi tốt B6 mở đường cho tượng lên B7 chiếm lĩnh đường chéo lớn. Trắng phát triển mã C3. Đen theo kế hoạch đi tượng B7. Trắng binh xe C1. Đen nhập thành. Trắng để tốt D5 gạ đổi Nếu tốt đen ăn tốt trắng Thì tốt trắng ăn lại tốt đen Phong tỏa đường chéo mà tượng đen kiểm soát Mã đen ăn tốt trắng Mở đường cho tượng ghim mã trắng Thì trắng sẽ phi tượng lên C4 Ghim và bắt chết mã đen Lợi thế sẽ nghiêng về trắng Do đó ở ván cờ thực tế Đen không ăn tốt trắng Mà nhảy mã E4 tấn công mã trắng Và mở đường cho tượng ghim mã trắng Trắng không dám manh động di chuyển mã mà đi tốt H4. Đen cũng đi tốt H6. Trắng đi tượng D3 kết hợp với mã tấn công mã đen. Mã đen ăn mã trắng. Trắng không lấy tượng ăn lại mã đen mà lại lấy xe ăn mã đen và thí xe. Nếu tượng đen ăn xe trắng thì tượng trắng ăn lại tượng đen. Trắng sẽ có cặp tượng âm dương mạnh chĩa thẳng về phía thành của bố đen. Hậu mã và xe của trắng cũng đều có thể dễ dàng tham chiến trên mặt trận cánh vua. Trong khi xe tượng mã phía cánh hậu của đen gần như là phế vật vì không có đường phát triển. Trắng khi đó mặc dù thiệt về chất nhưng lại chiếm ưu thế lớn. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám ăn xe trắng mà đẩy tốt e5. Nước sau sẽ đẩy tiếp xuống e4 tấn công đôi tượng và mã trắng. Trắng đẩy tốt e4 chặn lại. Nếu tốt đen ăn tốt trắng thì tượng trắng ăn lại tốt đen và tấn công tốt đen g6 trắng sẽ dễ dàng mở thông các cột G và H để triển khai tấn công thì vua đen sẽ nguy văn hiểm do đó ở ván cờ thực tế đen đi tốt D6 bảo vệ tốt E5 và bịt khu trung tâm lại để hạn chế sức mạnh của cặp tượng âm dương tốt trắng ăn tốt đen tốt đen ăn lại tốt trắng nước sau sẽ đẩy tốt xuống E4 tấn công đôi tượng và mã trắng trắng chạy tượng về B1 đen lùi tượng về C8 trắng để tốt H5 giải phóng ô cho mã nhảy lên H4 rồi có thể nhảy tiếp vào G6 đen đẩy tốt F4 mở đường cho tượng kiểm soát đường chéo C8 H3 trắng theo kế hoạch nhảy mã lên H4 đen phát triển mã D7 trắng đẩy tốt G3 gạ đổi nếu tốt đen ăn tốt trắng thì xe trắng ăn lại tốt đen và kiểm soát cột mở G trắng sau đó có thể bình tiếp xe sang G1 rồi nhảy mã lên F5 thì khả năng đen toang là cực cao Do đó đen không dám ăn tốt trắng mà nhảy mã lên C5 chiếm lĩnh hảo địa thế Tốt trắng ăn tốt đen Xe đen ăn lại tốt trắng Kết hợp cùng với hậu tấn công mã trắng Trắng không bảo vệ mã mà bình xe G3 kiểm soát cột Mg G Và Stockfish tự đánh giá nước đi này của nó là nước đi thiên tài Nếu xe đen ăn mã trắng thì trắng bình xe G1 trồng hai xe Tạo thành súng cao su trên cột Mg G Nhằm thẳng tượng đen mà bắn kết hợp cùng với cặp tượng âm dương và hậu nhắm về phía vua đen thì đen sẽ lành ít giữ nhiều. Do đó ở ván cờ thực tế đen không dám ăn mã trắng mà nhảy mã vào E5 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công xe trắng. Trắng không chạy xe hay là chạy mã mà lại điệu C2 và thí xe. What? Stockfish tiếp tục đánh giá nước đi này của nó là thiên tài. Thật đúng là mẹ hát còn khen hay nếu xe đen ăn mã trắng thì xe trắng ăn xe đen hậu đen ăn xe trắng thì hậu trắng ăn mã đen gã đổi đổi hậu đổi tiếp hậu xong thì quân số cân bằng nhưng mà trắng có thế công mạnh hơn khi mà xe trắng kiểm soát cột mở g và ghim tượng đen cặp tượng âm dương thì cũng nhóm về phía vua đen còn xe đen thì vẫn bị chết dí ở trong góc bàn gờ nếu mã đen ăn xe trắng thì tốt trắng ăn lại mã đen tấn công xe đen và bảo vệ mã h 3 Đen chạy xe về F6 thì trắng phi hậu và H7 chiếu. Đen chạy vua F8, mã trắng G6 chiếu. Vua đen chạy E8 thì hậu trắng ăn tượng đen. Vua đen chạy F7 thì trắng sẽ thí mã ăn tốt đen chiếu. Tốt đen ăn mã trắng thì tượng trắng G6 chiếu. Vua đen chạy F8 hay là E7 thì tượng trắng A3 chiếu. Đen sẽ phải thí xe hoặc là hậu vào D6 để cản chiếu. Nếu thí hậu thì đen còn gì nữa đâu mà khóc với sầu Còn nếu mà thí xe thì trắng nhập thành chiếu Và đen sẽ còn chỉ còn thoi thóp được thêm vài nước nữa trước khi bị chiếu hết Quay trở lại ván cờ thực tế Đen không dám ăn xe trắng Mà nhảy mã về G5 để bịt cột G lại Trắng lùi tượng về C1 tấn công xe đen Nhưng mà mục tiêu là mã đen ở phía sau kia nếu đen chạy xe về F6 thì tượng trắng ăn mã đen Tốt đen ăn tượng trắng thì xe trắng ăn tốt đen Sau đó bình tiếp xe sang G1 Thì với hai súng cao su tấn công tổng lực như thế này Đen chắc chắn là sẽ toang 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 Do đó ở ván cờ thực tế Đen không dám chạy xe Mà đi hậu F6 để bảo vệ xe Cũng trồng quân tạo thành súng cao su trên cột nở mở F nếu mà trắng ham hô lấy tượng ăn xe đen thì tốt đen ăn lại và tấn công xe trắng. Trắng chạy xe và đen sẽ bẻ gãy được đợt tấn công này của trắng. Do đó, trắng không ăn xe đen mà bình tiếp xe sang G1, hình thành hai súng cao su nhằm thẳng quân thủ nhưng chưa vội oán. Sợ quá, đen dịch vua sang F8 tránh đối đầu với hai súng cao su. Không cho vua đen tẩu thoát, trắng tung mã vào G6 chiếu bắt xe. Nếu vua đen chạy tiếp sang E8 thì mã trắng ăn xe đen. Tốt đen ăn lại mã trắng và tấn công xe trắng thì hậu trắng G6 chiếu. Hậu đen ăn hậu trắng, tượng trắng ăn hậu đen chiếu. Vua đen chạy f 8 tượng trắng ăn tốt đen và tấn công mã đen. Thì với song xe cùng song tượng kết hợp như thế này mà xe đen vẫn chết dí trong góc bàn cờ thì đen sẽ toàn nhanh chóng. Trở lại ván cờ thực tế thì đen lại chạy vua về G8. Đến đây trắng vẫn không ăn xe đen mà dịch vua sang F1 Không hiểu là trắng suy tính điều gì Có lẽ trắng tính toán là nếu lấy mã hay là tượng ăn xe đen thì tốt đen ăn lại và tấn công xe trắng Trắng chạy xe thì tạm thời đen sẽ bẻ gãy được đợt tấn công của trắng Đến lượt đen Đen vẫn không dám chạy xe mà đi tượng D7 mở đường cho xe A8 xuất trận Ở đây các bạn để ý Đen có thể đi tượng F5 tấn công hậu trắng hoặc đi tượng H3 để chiếu vua trắng. Nhưng mà các nước đi này thì đều dẫn đến các thế cờ hết sức phức tạp mà lợi thế thì vẫn nghiêng về bên trắng. Ví dụ chẳng hạn đen đi tượng F5 tấn công hậu trắng thì hậu trắng ăn tượng đen, xe đen ăn hậu trắng, tượng trắng ăn xe đen, hậu đen ăn tượng trắng thì mã trắng E7 chiếu bắt lại hậu. Đen bình xe 8 bảo kê cho tốt thông tiến xuống Thì trắng lùi mã về H4 bảo vệ tượng Sau đó thì đổi tượng lấy mã của đen Nói chung có đánh đấm kiểu gì thì trắng vẫn giành được lợi thế Trở lại ván cờ thực tế Trắng đi tượng E3 Tăng cường thêm quân bảo vệ tốt F2 Đen bình xe D8 Cũng không hiểu để làm gì luôn nếu mà bình xe E8 bảo kê cho tốt thông tiến xuống thì có thể hiểu được Đằng này lại bình xe D8 uhm. Tiếp theo thì trắng cũng đi hậu C3 Không hiểu định làm gì luôn Có lẽ thì sau nước đi này sẽ chơi bài đổi quân loạn xạ Bây giờ sửa thử xét trường hợp mà đen bình xe E8 để bảo kê cho tốt thông tiến xuống Khi đó thì mã trắng ăn xe đen Tốt đen ăn mã trắng Hậu trắng ăn hậu đen Tượng đen ăn hậu trắng Tượng trắng ăn tốt đen trắng vẫn lợi hơn về chất lại có cả cặp tượng âm dương lẫn súng cao su nhắm về phía vua đen cho nên lợi thế sẽ thuộc về trắng trở lại ván cờ thực tế đen đi xe f3 ghim tượng trắng xe đen vừa di chuyển thì trắng lấy tượng ăn ngay mã đen xe đen ăn hậu trắng tượng trắng ăn hậu đen xe đen ăn xe trắng xe trắng ăn xe đen tượng đen ăn tượng trắng mã trắng ăn tốt đen chiếu mở nếu vua đen chạy H8 thì mã trắng F7 chiếu hết. Nếu vua đen chạy F8 thì xe trắng F3 ghim tượng đen. Còn ở ván cờ thực tế, đen lùi tượng về G7 để cản chiếu. Như vậy là trong cuộc trao đổi quân loạn xạ vừa rồi thì trắng lãi được một tốt. Tiếp theo, trắng nhảy mã vào C6 biến thành mã bạch tuộc tấn công xe đen. Tượng ở tàn cuộc thì có vẻ mạnh hơn mã vì tầm hoạt động xa. Cho nên đen không dám ăn mã trắng mà chạy xe E8 để kiểm soát cột mở E. Trắng đi vô G2, đen bình xe F8. Trắng lùi mã về D4, đen đi xe F6. Trắng để tốt F4 và thí tốt. Xe đen ăn tốt trắng. Trắng nhảy mã vào E6, tấn công xe đen. Kết hợp cùng xe tấn công tượng đen. Nếu tượng đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn lại tượng đen và biến thành tốt thông. Đen đi vua F8 tháo ghim cho tượng và ngăn tốt trắng phòng hậu thì trắng sẽ thí tốt chiếu bắt tượng. Đen lùi xe về F8 ngăn tốt trắng phòng hậu thì trắng phi tượng vào G6 kiểm soát ô E8. Đen đi tượng F6 ngăn tốt trắng tiến xuống thì tượng trắng F7 chiếu đôi ép vua đen vào góc bàn cờ. Rồi tung tăng đưa vua của mình bay nhảy thì chắc chắn đen cũng sẽ thua. Do đó ở ván cờ thực tế Đen không dám ăn mã trắng Mà chạy xe về F7 để bảo vệ tượng Mã trắng ăn tốt đen Trắng lại lãi được một tốt Tiếp theo thì mời các bạn theo dõi tiếp Các pha xử lý cờ tàn của cả hai con máy Như vậy mặc dù được nâng cấp lên phiên bản mới có tên gọi là dòng Komodo với sức mạnh vượt trội Nhưng mà vẫn là chưa đủ để hạ gục được Stockfish Cá khô vẫn cho thấy ai mới là chúa tể thực sự trong đấu trường khắc nghiệt này Có lẽ đội ngũ phát triển cần phải tích hợp thêm cả Tùng rôn thần trưởng vào để nâng cấp lên phiên bản mới gọi là dòng thần Komodo thì mới có thể làm gọi được cá khô Cực kỳ thuyết phục Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại